Ngon lắm anh ạ, không nắng đâu. Hay là do tay em nữa đấy. Anh nhớ thế đấy là măng ngọt là do măng chứ anh. Ui, em ơi, đấy ơi. Anh ơi. Cây này là cây dưới này nó chưa biết. Nó mượn cái cưa. Còn tí cắt nốt cây này nữa là cây của anh bố. Cắt ở đây hơn tí đi. Đấy. Nữa nhỉ? Không, bảy bảy là ổn rồi đúng không? Đi con táo, đi con táo về. Cái cây so này đi là làm cọc. Cho lùi lại đi anh ơi. Gần. Cho nó được ấy vào cái cây kia. Đây được một tí nữa. Ngon thế. Nhanh anh về đây ở anh có cảm thấy vất vả hơn ở nhà không ạ? Nói chung là ở với hai mẹ con em vất vả tí nhưng mà rất là vui em ạ. Thế mà mẹ anh biết anh ở đây với em mà làm vất vả như thế này chắc mẹ anh thương anh lắm ấy. Không sao đâu em ạ. Em đừng có nghĩ linh tinh. Cho mẹ một tí nha. Ôi một tí là một tí. Mà trong nhà nhìn xem cây nó đứng trong chưa? Anh trồng bây giờ em đứng đây nhìn. Được chưa em? Anh ạ. Được rồi. Qua rồi à? Vâng. Em mày thấy chưa? Được rồi. Rồi. Còn nào đấy? Cái đấy lúc nãy nó cũng thấy vào nhiều. Đứng ở bên này cơ. Đứng ở bên này cái gì nữa nhỉ? Ừ. Dạ. 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 Ôi quả sao ồ chừng xem mẹ trên bếp nha. Được kia em lửa chưa? Dạ vâng, chờ em. Mà em dưới cuốn để anh ra cắt nốt hai cột. Vâng, cho anh đưa cháu cho em. Em lấy măng về nướng. Cái mẹ nướng măng gì? Măng to nha. Mẹ nướng nha. Em đào nó rộng cho thoải mái đi. Ôi sao à hết kéo chưa? Lấy kéo nào, lấy kéo chưa? Ôi ngoan với bác nào. Măng sắp chín rồi. Này mẹ điệu con ngủ nhá. Ơi. cao. Măng chín rồi anh ạ. Măng chín à? Vâng ạ, xong anh nghỉ rửa tay ăn măng anh rồi. Chị ơi đi rửa tay xong về ăn măng chị ơi. Vâng. Măng này cuối vụ chắc là đắng lắm em nhỉ? Chắc cũng không đắng đâu anh ạ. Nhìn măng ngon nhỉ anh nhỉ? Ngon. Còn nhớ buông chứ. Anh ở nhà anh có được ăn măng nướng này bao giờ không ạ? Từ bé lớn giờ hôm nay anh... Hôm nay mới thử. Hôm nay anh mới được ăn á? Ừ. Thế anh không được mẹ anh nướng cho anh ăn bao giờ ạ? Chưa. Bà chưa nướng bao giờ. Thế hôm nay anh ra đây thì được em nướng cho anh ăn là được rồi nhỉ? Chắc là ngon lắm. Nhìn ngon nhỉ? Dạ vâng. Măng này chắc là không nắng đâu. Rồi ăn đi anh ơi. Chị ơi ăn đi à, chị. Chị ăn măng đi. Ờ. Ngon lắm anh ạ, không nắng đâu. Mình thử xem nào. Ừ. Ê, ngon thật nhỉ? Ngon. Hay là do tay em nướng ấy? Anh nói thế, thế là măng ngọt là do măng chứ anh sao lại do tay em nướng này? Ừ. Hay là ăn ở ngoài trời cảm giác nó ngon miệng hơn nhỉ? Chắc là thế. Ừ. Vừa ăn vừa được ngắm cảnh mà anh. Chị ăn đi chị. Hai cây em ạ. Con ơi, con đi ra đi nhanh hết. Con đi ra kia đi nhá. Rồi. Đi ra... Anh có trèo được không? Không, để em trèo cho. Thế để anh. Cẩn thận nhá anh ơi, không ngã. Rồi. Không ngã. Rồi. Vào nữa không anh? Thế bên kia thừa nhiều không? Cái này thừa nhiều. Tiếp tục lại tìm bên này nữa. Đây. Mình xoa kéo sang cứ cho nó lên trên hẳn trên đấy. Cho xoay ra kia. Được rồi đấy. Rửa ra ba chuông. Rồi. Cái đây. Ăn đi. Mày. Giữa thấp không kìa. Em nhìn thấy chắc nó cũng đều thôi anh à. Tí nữa mình còn dàn rui lên nữa thì chắc đều, do cái cây đây, này đây. Nó hơi cong thôi. Thế được rồi. Vâng. Em đi lấy lạt chị ạ. Có cần buộc không anh? Buộc, buộc. Sao đâu, mày nó để thấp. Mẹ bà nhà đi hả mẹ? Cháu ra đây mà làm cái gì mà tí xít nữa là tai nạn chết đấy. À, sao bác? Không mà nhà không ở nhà mà ra đây mà làm cái này. Dạ cháu ra hộ em Thu lợp cái máy. Hôm qua bà đi gặp mẹ cháu đấy, thế cháu dọn đồ ra đây ở với cái Thu có phải không? Vâng, cháu ra đây với em Thu mấy ngày để hộ em ấy sửa sang lại nhà. Thế bảo thấy mẹ cháu bảo buồn lắm rồi đấy. À, vâng. Chắc mấy hôm cháu lại cũng về thôi, cháu hộ xong rồi cháu về. À, mẹ gặp mẹ anh Nam hôm nào à mẹ? Mẹ anh Nam có nói gì không mẹ? Nói cái gì? Tại cô đấy, rủ rỗ con của người ta về ở với còn gì nữa, còn nói gì? Mẹ ơi mẹ đừng nói cái câu đấy. Không phải thế đâu, mà làm gì con mà... tự ra đây thôi. Con dụ dỗ anh đấy. Không có sao con khắc từ ra đấy cháu. Ừ. Còn ra hộ mấy hôm trước thì cũng có xảy ra với số việc trộm cắp vặt nên là cháu ra đây hộ sửa sang lại nhà. Thế bác ở đây có việc gì không ạ? Hôm qua bác thấy mẹ cháu nói bảo là con cháu ra đây ở với cái Thu này, không biết có phải hay không phải, ra mà xem này. À vâng. Đấy. Bây giờ thì cũng có thật đấy. À bây giờ thì con cũng với anh Hối thì cũng bỏ nhau rồi thì con ra đây thì nếu anh Nam có ra đây với con thì cũng có liên quan gì đến mẹ đâu mà mẹ phải ra đây xem. Không liên quan nhưng mà nghĩ cũng đối với cô cũng thấy xấu làm thế này. Sao mà lại xấu mẹ? Rủ rỗ con trai người ta chưa có vợ đây. Đấy là anh ấy cái điều đấy là có ra đây xấu. Chứ con có dụ dỗ gì đâu, làm gì mẹ cũng bảo con là dụ dỗ. Cái không phải cho em Thu đâu, cái cháu tự ra thôi. Mà trước kia cũng phải con dâu tôi rồi, bây giờ tôi ra ngoài thì người ta có ai cũng nói vào mặt tôi đi, thấy xấu hổ lắm, tôi phải ra mà xem. Thì mẹ cũng nói với người ta là bây giờ cô ấy chả phải con dâu của tôi nữa rồi thì kệ cô ấy thôi, cô ấy muốn làm gì thì làm, cái đấy tôi không quan tâm mẹ. Trả lời với người ta như thế là xong. Bây giờ dân làng thì người ta nói thế nào mà chả được hả mẹ? Dù sao vẫn có đứa cháu này này. Nhưng mà cũng là cháu của tôi. Chẳng qua có cháu gái thôi. Cháu đây là cháu của bà, nhưng mà bà với lại bố nó cũng có quan tâm gì đến nó đâu. Dù sao trước kia nó để ở nhà là tôi cũng để được chăm sóc là đủ thứ đấy. Chẳng qua là cô không để cháu trai cho tôi thôi. Thôi ba cái này với cho em Thu này thôi. Tức là thằng nào cũng trước cũng là hai mẹ con, nhưng mà bây giờ thì chỗ Thu với Huế bây giờ cũng không liên quan gì rồi, nên là bà với em có gì là bà thông cảm cho. Và, thưa bác là đấy cháu cũng tự nguyện ra đây vì cháu cũng có tình cảm với em Thu. Thế thì ông bác đừng có làm phiền hoặc nói này nói kia để tình cảm cháu không tốt. Cái này con tôi bỏ đấy cũng chưa có cái giấy ly hôn đâu. Tôi vẫn có quyền nói đấy. Cháu biết chưa? Thì cháu ra đây chỉ là cháu xa hộ thôi, ra hộ hoặc là ở đây một thời gian thôi. Cháu không phải là ra ở hẳn. Cháu ở một ra hộ dưới sửa sang lại nhà cửa này, cháu lại về nhà với mẹ thôi. Cái giờ đường đấy tôi cũng không ngăn cấm gì đâu, nhưng mà chưa có cưới, chưa có gì, làng xóm họ nói cho vào mặt tôi đấy, tôi không chịu được đâu. Thôi mẹ, làng xóm họ nói gì thì mẹ cứ bỏ ngoài tai. Con cũng muốn tìm một người để nói chung là có tình cảm, để có người nương tựa cho cuộc sống của con lúc khó khăn, ốm đau này nọ. Mà con cũng muốn tìm lấy một người cha cho con cún, để sau này cho cháu đi học có đầy đủ bố mẹ. Các cô làm thế nào thì làm, nếu có cưới nhau đấy, ở với nhau mới được. Làng xóm cũng nói vào mặt tôi mới được. Nếu không chưa có gì, lúc nào cũng cho làng xóm nói cho vào mặt tôi không chịu được đâu. Cái này các bác không phải lo được ạ. Cái này dân lúc nào nó chẳng nói thế, cứ xôn xao một tí là thôi mà. Xấu mặt lắm, tôi ra ngoài xấu mặt lắm. Rồi sao họ cũng bảo là cái con dâu cú của tôi như ra ngoài đi làm thế này thế nọ. Thôi thì mẹ cứ nghe con anh Nam giải thích đi. Bây giờ thì các con thôi, nhưng mà sống thì sống cho thực tế mà. Tôi không biết. Bà này luôn à? Không phải suy nghĩ nhiều đâu. Thôi anh em mình lại tiếp tục làm cho nó xong đi, không em cũng sợ mưa gió này. Em cũng không suy nghĩ gì đâu anh ạ, kệ thôi, bà muốn nói gì thì nói, dân làng họ nói gì cũng được. Anh em mình tiếp tục làm. Rồi, bắt đầu. Sao nọ em thấy cái ấy cây cầu ở đây. Một cây nữa. Vào này từ đó hôm mẹ em về hai mẹ con em chặt đi. Làm còn thừa. Chắc tầm này. Cái kia đập nhỉ? Vâng. Chít được không? Không. Được rồi. Okay. À. Anh chém ruồi à? Vâng. Anh đang chém. Sao anh không lấy cưa để cắt cho nó dễ? Cưa chậm lắm. Bây giờ thì... Ông này anh à, cái nãy em thấy chồng em mới ra đây nói thế, bảo mẹ anh buồn ý, em cũng lo cho mẹ anh ấy. Sợ mẹ anh ở nhà lại buồn, lại khóc hay là lại nghĩ quẩn thì tội cho mẹ anh quá. Hôm nay anh về qua nhà xem tình hình gia đình anh thế nào. Thôi em à, chắc để thư vài hôm để anh hộ em xong cái chỗ này xong anh tạt qua nhà để xem bà thế nào. Hôm mai anh đi, ngày kia anh đi làm thì anh ghé qua nhà xem thế nào ấy. Ôi, hôm nay mẹ chồng em nói thế thì không biết bà nói thật hay bà nói dối, em cũng cảm thấy lo. Ừ được rồi, để hôm nào anh ngày kia anh đi làm thì anh tạt vào qua xem bà thế nào. Dạ vâng. Chắc không sao đâu. Dạ vâng. Em thế ngày kia thứ hai anh đi làm anh gửi qua nhà gia đình xem nhé. Rồi rồi. Bye bye bye. Đặt tạm xem nữa. Đấy. Ở dưới còn khoảng bao nhiêu? Ở dưới còn 14 cây nữa anh ạ. Bây giờ cho lên đây một cây đi là mỗi một ô này lấy 11 cây được.